sản đến với đời sống muôn màu chen nụ của bà Tám Cali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát mang tựa đề là Những Ngày Xưa Thân Ái. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Thân ai anh gửi lại cho ai, do mùa xuân em đưa dung hàn cao lứa thưa, anh cùng tôi bước nhỏ ao quần nhăn giấc ngủ đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai lại cho ai, trăng mùa thu lên cao khơm dừa xanh não sao, anh cùng tôi chốn ngủ xa ngồi bên lá đồ trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền. Đêm đêm nằm nghe súng nổ xưa rừng khuya tháng đổ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh nơi đâu. Tôi về qua xóm nhỏ con đò này phố cũ, ôi nhờ đành quên sao, xin gọi lại tên anh, xưa trời sao mong manh, anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ, như lời anh nhắc nhở, ôi căm hờn dâng ngập đôi, những ngày xưa thân ai. Vào tương lai anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ xưa rừng sau dĩ tù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho thank you.
đành quên sao. Xin gọi lại đến anh, chưa trời sao lắm anh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ. Như lời anh nhắc nhở, ôi tâm hồn gần gặp lối. Nhưng ngày xưa thân ai, xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ xưa rừng sau dĩ cù. Những ngày xưa thân ai, xin gửi lại cho bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.